Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục diễn đàn cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những chương trình vừa qua của STV cũng như chuyên mục diễn đàn cử tri, chúng tôi đã phản ánh về việc người dân trở về từ tâm dịch. Cùng với đó, chứng kiến những hình ảnh xúc động khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh ngày đêm đã đến tận cửa ngõ Đại Hải Huyện Kế Sách để đón người dân, rồi bố trí nơi ăn chốn ở, khu vực cách ly, khám chữa bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe người về, vừa tránh lây lan cộng đồng. Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng để chăm lo cho đồng bào. Tiếp tục với chủ đề này, chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếng nói của người về từ tâm dịch. Những câu chuyện do chính người trong cuộc kể về những tháng ngày khó khăn do ảnh hưởng đại dịch nơi xa quê hương. Việc tiếp đón chăm lo của tỉnh và cả nguyện vọng khi hoàn thành việc cách ly. Trước tiên, như thường lệ là những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều ngày 25 tháng 10, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10. Đến dự có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Dương Xà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng, các ban Hội đồng Nhân dân và các đơn vị liên quan. Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 12 năm 2021, để xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến cử tri, các báo cáo của Ủy ban Nhân dân, báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp xem xét thông qua 32 tờ trình dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao với dự kiến thời gian và nội dung kế hoạch. Căn cứ kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành các nội dung trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và trình tự thủ tục theo luật định. Kết luận hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị đối với kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh đây là kỳ họp rất quan trọng nên yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch phối hợp chặt chẽ, chủ động, chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2021, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để kỳ họp thành công, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành có liên quan đề cao trách nhiệm, chủ động tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo thời gian đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 27 tháng 10, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hoạt động đáng chú ý trong tháng 10 là tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 36 nghị quyết về kế hoạch đầu tư tài chính giáo dục, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh và công tác tổ chức. Tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, các tờ trình và dự thảo nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng, tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, các đại biểu thảo luận tham gia đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thống nhất với các nội dung dự kiến trình Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021. Phát biểu kết luận phiên họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả hoạt động tháng 10 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 11 của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất các nội dung dự kiến trình kỳ họp, đồng thời đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện hoàn thành kế hoạch giám sát khảo sát năm 2021 theo quy định, chuẩn bị tốt nội dung chương trình cho kỳ họp cuối năm 2021. Trong đó tập trung nghiên cứu thẩm tra các báo cáo, tờ trình và nghị quyết các ngành và Ủy ban Nhân dân trình tại kỳ họp, đảm bảo theo trình tự thủ tục để nghị quyết ban hành được khả thi đúng quy định pháp luật. Và bây giờ, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chúng ta cùng đến với nỗi niềm của những người trở về từ tâm dịch.
nghe để cảm thông chia sẻ với những khó khăn vất vả, thậm chí là mất mát, tang thương của đồng bào vì đại dịch, và ấm áp với sự cưu mang đùm bọc khi trở về với quê hương. Theo ước tính của ngành chức năng, trong tháng 10 năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận hơn 40.000 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Những người đảm bảo các quy định về vaccine F0 đã chữa khỏi bệnh, được về cách ly tại nhà. Số đông còn lại được đưa vào các khu cách ly tập trung. Và những ngày vừa qua, đồng bào đã được tiếp đón, chăm lo như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếng nói của chính người trong cuộc, những người trở về kể về nội dung này. Trước tiên là khoảng thời gian bà con rời quê lên phố, rồi thời điểm đại dịch Covid bùng phát, để hiểu thêm vì sao những người dân quyết định trở về quê hương. Tôi tên Sư Thị Thu Hồng, ở ấp Kinh Mới, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Lúc trước đó tôi lên Bình Dương, hết cả gia đình đi làm, nhưng mà làm mới được có 2 tháng. Đi 6 tháng mà mới làm được có 2 tháng thì bị dịch, cho nên là cả gia đình thất nghiệp, rất là khổ. Tôi rời quê lên thành phố, lập nghiệp sinh sống là trên 10 năm. Tôi làm hồ, là thợ hồ, vợ tôi thì phụ hồ. Từ ngày dịch Covid, em hết 4 tháng rưỡi, ở trong nhà không có được đi ra đường. Thành ra cho nên tiền bạc thì em lúc em làm được thì em dành dụm cũng được chút đỉnh. Rồi từ dịch không còn đi ra đường đi kiếm để thu nhập được đồng tiền nữa. Cho nên em mới cạn kiệt, đã hết tiền. Cuộc sống em quá khổ ở trển, không có tiền để đóng tiền nhà. Rồi cho nên chủ nhà mới nói cho thì giảm bớt cho được 1 tháng thôi. Nếu mà giảm nhiều quá thì cũng tội nghiệp cho chủ nhà. Chủ nhà không thể giảm được nữa. Dạ, em thấy dịch em sợ quá, em lo sợ con cái em này kia. Em quá sợ cho nên em mới muốn về quê. Hồi đầu chưa dịch thì em làm công ty. Xong rồi dịch mẹ em bị mắc Covid mất cho nên không có ai giữ con nên em bắt buộc phải dẫn con về đây. Ngày trước cũng vì miếng cơm manh áo, muốn có việc làm ổn định để có thêm điều kiện chăm lo cho cha mẹ con cái, hy vọng về một ngày mai tươi sáng, nên họ phải rời quê, chấp nhận xa gia đình, bôn ba vất vả nơi xứ người. Giờ dịch bệnh, mất mát tan thương, cùng cực phải quay về. Ngoài thiếu thốn vì mất việc làm, thiếu kế sinh nhai, thì đó còn là sợi dây tinh thần. Làm người có nhiều chốn để đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về. Đó chính là quê hương, là gia đình. Đặc biệt là khi đã rơi vào cảnh bế tắc khốn cùng thì còn chỗ nào để nương náu bằng nơi chôn nhau cắt rốn. Thấu hiểu, cảm thương để rồi sẻ chia bằng sự đón nhận, cưu mang đùm bọc. Đó là những gì mà đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Sóc Trăng đã dành cho người dân của mình trở về quê trong những ngày qua. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận điều này qua những đoạn kể tiếp theo của chính những người trở về. Về đến Sóc Trăng thì mới có mấy anh cán bộ mới đưa mình về tới xã. Về tới Long Phú thì có mấy anh cán bộ rất tốt, mấy anh cũng quá nhiệt tình để lấy xe mà đưa rước vợ chồng con cái em về đến xã để khai báo y tế. Từ hồi cách ly cho đến nay cũng có trên xã ấp hỗ trợ cho được 10 kg gạo rồi với 100 ngàn với nước mắm, bột ngọt. Có hai cô y tá có xuống test, có hỏi thăm sức khỏe. Đường về thì cũng có gặp nhiều cán bộ. Và về thì được về tỉnh thì Trăng thì cũng được cán bộ đưa đón và đón tiếp và ăn uống đồ cũng chu đáo. Thì tôi cũng xin cảm ơn. Bây giờ hả, về tới địa phương, chạy xe nhỏ về tới địa phương. Có chính quyền địa phương đưa vô trong khu cách ly, rồi người ta rất là giúp đỡ cho chúng tôi ăn uống đồ đủ thứ các kiểu hết. Rồi về đây cũng nhờ chính quyền địa phương cho cách ly tại nhà, với cũng tuyên truyền giúp đỡ, thì em cũng gắng tuân thủ cách ly, thực hiện 5K đầy đủ để thực hiện hết 14 ngày cách ly đặng quay lại làm việc. Cũng giống như điều chúng tôi đã nói ở các lần phản ánh trước về việc đón rước người dân trở về, không thể đòi hỏi sự tươm tất chu đáo trong lúc này,
Quan trọng là không để ai phải bị đói khát, bị bỏ rơi khi đã về mảnh đất quê hương. Từ các cấp chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cộng đồng cùng chăm lo, trong đó có những người không phải đối tượng cách ly nhưng vẫn ở trong các khu cách ly 24/24 cùng người dân. Tôi tên là Nguyễn Minh Kha, là Phó Bí thư Đoàn xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trước tình hình các cái công dân từ các tỉnh Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh về quê Sóc Trăng rất đông, cho nên các khu cách ly tập trung tại địa phương phải hoạt động trở lại. Vì thế thì các khu đang thiếu nguồn nhân lực rất đông, cho nên để phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ tại khu cách ly trường mầm non Hoa Sen của xã Phú Tâm. Thì các công việc ở trong khu cách ly thì buổi sáng vào khoảng từ 7 giờ đến 7:30 thì đội ngũ nhân viên phục vụ khu cách ly sẽ phân phát đồ ăn sáng cho công dân đang cách ly tại đây, cũng như là phân phát về các cái vật tư, vật phẩm y tế, khẩu trang. Buổi trưa thì tầm khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 thì sẽ phân phát cơm trưa. Buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ sẽ tiến hành phân phát cơm chiều, cũng như là dọn dẹp vệ sinh, phân loại rác thải, sau đó đem đi tiêu hủy. Vậy đấy, sự cảm thông sẽ chia đùm bọc với vai trò trọng trách của các đồng chí lãnh đạo, nòng cốt của cán bộ chủ chốt. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc. Cùng với sự hỗ trợ tiếp sức của mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân, mấy chục ngàn người chỉ trong một thời gian ngắn trở về cùng với bao lo toan, vất vả. Và rồi, đâu cũng đã vào đấy. Sau thời gian cách ly, khi dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương tạm ổn, vì miếng cơm manh áo, vì công ăn việc làm, vì cuộc sống mưu sinh, họ sẽ tiếp tục rời quê, trở lại với công trình, phân xưởng. Nhưng cũng có người vừa trải qua biến cố, mất mát tang thương vì đại dịch Covid, hay những lý do khác, sẽ ở lại, từ nay bám trụ mảnh đất quê. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Bây giờ sắp được hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi mong là bây giờ nếu tôi về nhà thì mong là chính quyền địa phương giúp đỡ cho tôi được chuyện làm, đừng có đi quê xa nữa, rất là khổ. Sau hết thời gian cách ly á, ước nguyện của em á là chỉ được có một ít vốn là để vợ chồng em á, vợ em đi bán số, em thì đi mua đồ phế liệu để sống qua ngày. Sẽ còn lắm gian nan vất vả cho cả người ra đi lẫn người ở lại. Nơi ăn chốn ở trước mắt, nghề nghiệp sinh kế lâu dài, đồng bào vẫn cần lắm tình thương trách nhiệm của chính quyền địa phương, cưu mang đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng.